Cùng đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng cấp thiết của đất nước hôm nay và kỳ họp thứ 10 của Hội đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, chủ trì buổi họp báo. Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Thường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, sự kiện có sự tham gia của 180 đại biểu với 94 tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật cả nước, đại diện cơ quan quản lý văn học nghệ thuật, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành. Hội thảo tập trung làm rõ vai trò đóng góp của văn học nghệ thuật với 5 vấn đề quan trọng cấp thiết của đất nước: phòng chống dịch COVID-19, thực hiện bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả, hội thảo dự kiến sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học nghệ thuật để Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, báo cáo, tư vấn cụ thể, giúp đảng, nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ cập nhật tri thức và thông tin cho đội ngũ công tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.